Bảo Châu, giờ chị đang ở quận nào thế ạ? Chị đang ở Bùi Bùi Xương Trạch Định Công em ạ. The Phoenix has left the clouds. Đấy là phường gì nhỉ? Phường Định Công hả? Phường Khương Trung Khương Hạ à? Hay gì? Chị cũng không biết. Ú Hòa Liên, Ú Hòa Liên. Chúng mày có bao giờ ra khỏi nhà đâu. Phạm Ngọc Tuấn, xin anh được chơi ham chỉ. Được bé, vào là chơi nha. Kéo nó cái, Ú Hòa Liên. Úi giời ơi, nó chạy nhanh quá à. Mất mất lại cái cái cả nha. Ú Hòa mình chỉ là một người hên sau. Ôi cái này nó bo vào tay. Căng tay quá à. Thuyền Vũ Văn, thế có chúc em ngủ ngon không đây? À đây là chúc bé ngủ ngon nhá. Bây giờ chả chúc ngủ ngon chẳng nhé, chị chúc em ngủ dậy đành đạch. Chị hát chúc bé ngủ ngon đi, em thấy bài đấy chị hát hay nhá. Thế à, để chị hát cho em nghe bài chúc bé ngủ, chúc bé ngủ ngon nha. Bé ơi, okay. Ngủ đi, đêm đã khuya Đoàn rồi Tùng, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Bé ơi ngủ ngon trong tiếng ru hời. À ơi, à ơi, à à à à ơi. Úi giời ơi. Đừng tập trung đánh rồi đấy. Đừng tập trung đánh thôi. Ô, à. Mình chỉ là một người. Đoàn Văn Đồng, thôi anh xin. Mình có thể tập từng việc khác để tập cái. Bắt bướm nghe, chúng nó nghe. Sút, nó hết giải rồi, hay. Úi giời ơi, úi giời, làm Phạm sao? Làm sao? Lâu lắm rồi chưa chơi biết gì. Chú nghe. Chạy làm sao được? Cái đần lắm. Làm con xe ra đi. Lâu không chơi à, bận hả? Chị đứng. Dậy thần đồng cách chơi game mà. Nghe xong đêm ngủ gặp ác mộng. Hát tiếp nhá. Hát thêm chúc ngủ ngon lần nữa, anh em có đồng ý không? Để các bạn ngủ ngon được x10 lần. Các bạn có đồng ý không ạ? Trời ơi. Không ạ. Các bạn đồng ý đi ạ. Không đồng ý tôi vẫn hát ạ. Không đồng ý tôi vẫn hát ạ. Tôi xin phép được hát ạ. Thôi mà. Thôi mà, đừng có nói chuyện tỏ vẻ đáng yêu nữa. Ngứa đít thế bùi. Nghe ngứa đít tao. Thôi mà. Xem chị được 3 năm rồi mà vẫn chưa thấy chị lấy chị. Gì, đã livestream được 3 năm đâu mà bảo xem chị được 3 năm. Việt ơi Việt. Trời ơi. Cái bệnh mà cả thế giới không đang chưa có thuốc chữa trị đó, chính bệnh bốc phét đấy Việt ạ. Người ta chưa stream nổi 3 năm lại bảo xem chị 3 năm nữa Việt. Không. Thằng cu này. Thế nhưng tên xấu hài gì. Úi giời ơi, úi giời ơi. Này cứu bé, cứu. Thôi xong rồi. Bé bụng kia đây. Khúc ngay, chạy nhanh. Chạy đi. Úi giời ơi, là bắn cho mắt thủng ruột kìa. À, Hưng đớn đau liền, Hưng mẹ phải chạy một mạch về nhà liền. Tuấn, mua quần áo liên hệ em nhé, cây. Ủa, em bán quần áo nữ à Tuấn? Ô, à, mình chỉ là một người biết mỗi bài này. À, biết mỗi câu đấy của bài đấy anh em ạ. Chị là một người hên xong. Từ nãy giờ chị quảng cáo là em thuộc luôn đoạn đấy rồi đấy. Không thì đoạn cái gì có mỗi một câu. Ô, à, mình chỉ là một người đến sau. Có ai nghe xong đoạn đấy mà nghiện anh Molo không? Nhà em có gần chung cư C14 không? Có ai nghe? Nhà em có gần chung cư C14 không à? Em ở trong đấy mà anh. Em ở chung cư C14 à, anh. Gần gì nữa? Em thuê trong đấy hả? À? À, mình chỉ là một người hên xong. Huyền Vũ Văn, bye bye chị nha. Ok, bye bye em. Goodbye, see you again. Ê, đứng đây ú à.